Bạn nhỏ mới bây giờ đang học hết lớp 5 thôi mà cho nghỉ học sớm vậy. Bây giờ mà có tiền đi học thì con có chịu đi học không? An. Không. Các con mà thấy bạn nghỉ học như vậy thì con thấy sao? Có thương bạn không? Có. Có thương bạn à? Đấy. Bây giờ các con được đi học xong bạn không được đi học. Đấy. Các con thì động viên bạn xem đi học được không? Vậy chú sẽ gửi kinh phí cho các bạn đi học. Con ngồi động viên bạn xem đi học được không? À, bây giờ Hải sẽ nhờ các bạn trẻ trong làng cùng Trang nữa giúp xem là liệu có chịu đi học không? An nhá, đi học nhá. Để mừng cái việc mà thuyết phục được bé An đi học thì sẽ tổ chức một giải bóng đá mở rộng cấp thôn. Quý vị khán giả thân mến đang xem trận bóng đá trực tiếp trên sân cỏ trên mây tại thôn Xà Phìn giữa hai đội xanh và đỏ, và trận đấu sẽ được bắt đầu. 3 phút của trận đấu đã bắt đầu và tỷ số bây giờ đang là 1-1. Và tiếp tục đội áo đỏ Tô Hương Việt Nam đang tấn công và hai bạn không thể làm gì được. Wow! Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi, rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt. Đây chính là những cái câu thơ miêu tả mà ngôi làng Hải chuẩn bị đưa quý vị khán giả tới. Đó chính là thôn Xà Phìn. Thôn Xà Phìn thì nằm ở độ cao gần 1.000m so với mực nước biển và nằm trên ẩn mình trên một cái dải Tây Côn Lĩnh, chỉ cách thành phố Hà Giang khoảng 30km về phía cửa khẩu Thanh Thủy Vị Xuyên. Ấn tượng đầu tiên mà khi mà đặt chân đến ngôi làng này đó chính là cái con đường dẫn đến neo lên những cái con dốc cao, và hai bên là những con suối thác và những cái thửa ruộng bậc thang uốn lượn vô cùng xinh đẹp. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả cùng theo chân Hải để đến thăm ngôi làng, xem bà con, cuộc sống bà con ở đây có gì đặc biệt. Hiện tại thì như các bạn có thể thấy thì một màu sương mù phủ trắng xóa một cái ngôi làng. Chính vì vậy bây giờ Hải cũng không biết cái mặt ngang mũi dọc của ngôi làng như thế nào. Thì bây giờ Hải sẽ vào một trong những ngôi nhà ở đây để mà xem cái cuộc sống của bà con ở đây sẽ sinh hoạt và đời sống sẽ như thế nào. Năm mới chúc gia đình sức khỏe, bình an, may mắn. Sẵn nhắn, sẵn nói, ái sẵn nhìn à. Có phải không? Bếp này mình đang nấu gì đấy nhỉ? Cám ạ. À. Có một chú mèo đang ngồi sưởi ấm. Mèo nó rất thích những nơi ấm áp như này. Chúng lười lắm. Người lười như mèo mà. Cám này chắc là bỏng không thì biết. Khá là bỏng đấy. Là ở đây thì cám là bà con ôi, một lồi cám to. Thế này mà có khi mình nuôi cả chục con nhỉ? À, này nuôi chắc là thấy nhà mình thấy nấu 2 lồi, 1 này, 2 này. Như vậy nuôi chắc phải nuôi cả chục con nhỉ? Mấy con hả chú? Ở đây có 3 con. 3 con mà nuôi cám to quá anh tráng như này. Ui giời, ăn một bữa mà. Năm nay nhà mình có mổ lợn tết to không? Hai nhà chung con cả tạ đúng không? Đây. Bên sườn này rất nhiều những cái củi hàng ngày mình đi lấy về đúng không? Và trên những cái mái nhà và đây sàn ở đây đặc trưng thì nhà nào cũng rêu. Rêu này là mái này nhà mình làm được bao nhiêu năm rồi? Cái này chắc gần 20 năm rồi. Gần 20 năm rồi. Và rêu những cái cây đi mọc hết trên mái nhà. Còn mọc thêm cả cái cây dương xỉ. Cái này kiểu cây phong lan. Phong lan. Dạ. Đẹp nhỉ? Anh thấy đẹp không? Hả? Anh thấy có đẹp không? Thế họ bảo đẹp. À thế họ bảo đẹp đúng không? Ôi giời, nó như lợn rừng luôn á. Trời ạ, ôi giời, lông nó xù lên. Đây, một con này, hai con này, ba con lợn. Này không khác là lợn rừng cả. Đây, mọi người nhìn thấy không? Nó như một con lợn rừng. Đấy.
Rồi nó hoang, cái này phải có khi lợn rừng ấy nhỉ? Đâu phải lợn mán đâu đúng không? Rồi nó đang giữ, nó đang có cảm giác là nó đang định tấn công mình luôn đấy. Nó thấy người lạ. Đấy, nó đang chuẩn bị phá chuồng rồi sao á? Trời ạ, à. Đây là lợn mẹ hả anh? Con lợn này lợn cái à? Dạ, hai con kia được. Thế nó cái vì sang chiều bạn trai chứ sao lại thì... À con này ngoạn rồi hả? Hai con này có vẻ hiền lành hơn. Thiến thì mới thơm chứ còn để đấy. Ăn nó mù. À, Thiến đi ăn thơm. Nói chung là mỗi một nhà đây chỉ nuôi vài con như vậy thôi. Nói chung là để gia đình Tết, công việc, thịt ăn, không phải làm kinh tế. Vâng, cảm ơn anh nhá. Năm mới ạ. À, chúc anh gia đình sức khỏe nha. Cảm nhận đầu tiên khi là bước vào ngôi làng thì thấy đó là một cái ngôi làng khá là vắng vẻ và thanh bình ấy. Thì mình đi xa xa trên cái con dốc này thì có những cái tiếng những đứa nhỏ đang chơi. Thì Hải qua xem là tụi nhỏ trên này sẽ chơi những gì mà sẽ như thế nào. Đây rồi, tôi đã thấy các bạn nhỏ hình như là đang chơi bắn bi thì phải. Một trong những cái trò mà tuổi thơ ngày xưa hầu như trong thế hệ 8X, 7X thì ai cũng biết đến. Các con đang chơi gì đấy? Bắn bi à? Ồ, lỗ to thật đấy. Trời, rồi. Nhập này. Nhưng đây là lính đạo ở nhập đàng này. À, à, ơi, à, 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 mỗi một người có khoảng cách và sẽ xem ai vào hố trước. Rồi bây giờ thì đã hiểu rồi, những bắn ra xa khu nào thì sẽ là người chiến thắng. Ôi trời, xa quá rồi. Ừ, thì con gái này hay chơi thun rồi nhảy dây. Ở đây thì chơi con cái chơi bắn bi. Rồi mình thì có một cái trái bi trắng khá là nhỏ xinh, trông giống như là cái trứng của con chim cút hoặc là trong những giỏ kẹo mứt vào ngày Tết. Mẹ cầm đi. Ở đây thì tôi lại thấy thêm một bạn nhỏ cầm một cái trái bóng. Con mang bóng đi đâu ấy? Chơi chơi à? Chơi một mình hay chơi với ai? Chơi bác. À thế bạn à, các bạn đang chơi bắn bi rồi mà, hay là chờ các bạn chơi xong hả? Vâng. Rồi thì con ở đây làm khán giả cổ vũ nhá. Nói chung là một trong những cái bản làng bình yên và tụ trẻ ở trên này là đúng nghĩa là chơi những trò chơi dân gian. Nếu như ở thành phố là những hình ảnh cầm những cái điện thoại smartphone, xem YouTube, xem TV và chơi game thì trên này là chơi trên những cái sân đất nền đất như thế này. Hôm nay thì chú đến đây thì chú các con có thích ăn kẹo không? Chú có kẹo dưới một cây nhá. Nào con tỉnh, chú cho con nhá. Nhớ đó, mấy đứa quay tập trung đây hết nào, như thế. Bạn nào chưa có nào. Đây, con này. Đây. Bây giờ như này chú có một bài toán như này cho các con là trong làng này nhá. Các con có biết nhà nào mà các bạn chơi với các con có bạn nào là bị mồ côi không? Mà bố mẹ mất hoặc bố mất hay mẹ mất không? Trong làng mình chỉ có bố mất thôi. Ừ. Bên này. Bạn nào bố mất? Bố mất. Con bố con mất rồi hả? Thế là nhà con có xa đây không? Xa. Đấy, đi bộ được về nhà không? Đi. Thế còn bây giờ con tên gì? An. An à? Thế An dẫn chú về nhà con chơi nhá, thăm nhà con nhá, được không? Nhá. Đi. Chú muốn về nhà con thăm cuộc sống nhà con, gia cảnh nhà con. Nhá. Con năm nay học được mấy rồi? Học hết năm. Học hết năm à?
Thế là còn đi học không? Không. Ô, thế chết rồi. Sao hết năm lại nghỉ? Sao lại phải nghỉ học hả con? Sao lại không có tiền? Bây giờ là nhà nước hỗ trợ học tiền học phí 100% rồi, sao lại không đi học? Đi đi. Không có xe, không xe không đi học. Sao lạ vậy? Bây giờ lớp 5 con đã nghỉ học rồi, sau này con lớn lên con làm gì? Thôi chết thật, đi nào. Đi, các con này, đi về nhà bạn đi. Đi, con dẫn chú về nhà đi. Mẹ con có nhà không? Có. À, mẹ con có nhà. Đi, và khi mà nghe nói chuyện thì biết là gia cảnh của bạn An là mới học hết lớp 5 thôi, đã nghỉ học và bố mất, và hỏi tại sao đi học thì bảo là không có tiền đi học. Đang rất là tò mò là không biết là cuộc sống của nhà bé An như nào mà dẫn đến cái việc mà nghỉ học rất là sớm như vậy. Thường thì khi mà nghỉ học sớm như vậy thì Hải chỉ nghĩ đến những cái hoàn cảnh ở những cuộc sống vùng cao ở trên người Mông thôi, không nghĩ một cái nơi mà ngay sát thành phố Hà Giang, chỉ cách khoảng 30 cây số, lại là một bà con của người Dao mà khá là tiến bộ cho con nghỉ học sớm như vậy. Thế là con thích chơi đá bóng hả? Vâng. Thế là giấc mơ sau này con muốn trở thành cầu thủ bóng đá không? Có. Có luôn. Thế con yêu thích cầu thủ bóng đá nào nhất? Erling Haaland. Làm cầu thủ của quốc gia nào chú cũng không biết luôn á. Là cầu thủ của nước nào? Nước Anh. Nước Anh. Trời ạ. Rất là giỏi luôn. Thế là lát nữa phải thể hiện cho chú một số cái màn biểu diễn bóng đá nhá. Nhất định không? Thế con tên là gì? Con chào anh nhá. Dạ. Anh đi chở thóc à? Đi sát hả? Dạ. Chào ba. Dạ. Ở đây thì một cái căn nhà hình như là mới cất xong và được làm lợp từ cái mái cọ. Mỗi một cái nhà sàn như này thì trung bình thì bà con phải đi lấy khoảng 1 vạn lá cọ. Ở bên đường thì thấy rất nhiều những cây trà cổ thụ. Thì nơi đây cũng là nơi sở hữu những cái rừng trà cổ thụ san tuyết mà ngon và đặc biệt nhất của Việt Nam mình. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là những cái cây trà mà nó mọc rêu lên trên những cái thân luôn. Và những cây này tuổi đời trông như vậy thôi, tuổi đời thì cũng khoảng 1 đến 200 năm tuổi. Thậm chí trên những rừng già thì có những cây 5 đến 700 năm tuổi. Các con có phải đi hái trà bao giờ không? Có. Có à? Nhỏ này đã phải đi hái trà rồi hả? Đường đi vào nhà bạn An thì là một cái con đường đất hình như là mới được đào ra và vẫn còn hiện rõ những cái phần đất đỏ và đất vàng. Phía trước thì chúng tôi lại gặp thêm được một bạn nhỏ đang chơi đồ chơi bằng 3 cái chai bia đục hết và một chiếc xe cẩu mới tinh luôn. Chào con nhá. Ôi con cái xe cẩu đẹp thế. Bạn này không biết nói chuyện à? Không biết nói chuyện, nhưng mà sao lại không biết nói chuyện, nhỏ quá à? Hay sao? Ôi trời lạnh như vậy con đi chân đất xuống nước thì có lạnh không con? Nào con ơi, con chạy đâu rồi? Ôi chạy rất là nhanh, con tốt như một chiến binh, như một tên lửa luôn. Nhỏ bên kia. Đang sợ à? Đang chạy về nhà. Có vẻ như là kiểu sợ như chú cháu mình sẽ lấy mất cái máy xúc kia đúng không? Đúng rồi đúng không? Con tên gì? Con tên gì? Con tên là Thanh. Bạn Thanh này cũng rất là ngoan nhá. Bé đường vào nhà An là lối nào? À lối này hả? À đây. Trời ạ, phía bên tay trái á, nó một cái vách vực, nó giống như đi trên một cái trên trời đúng không cả nhà, mà vách vực rất sâu luôn. Con ơi đi ra giữa đường đi con, ra giữa đường đi. Và phía bên dưới là những cái cánh ruộng bậc thang, và ở đây thì bà con vẫn còn trồng được lúa, nhưng tuy nhiên là lúa ruộng bậc thang này thì một năm á, thì trồng một vụ thôi. Sau một thời gian chạy 3 cánh đồng thì cũng đến được nhà bé An, một cái ngôi nhà biệt lập nằm giữa những cái thửa ruộng bậc thang. Xin chào chị nhé. Vâng.
chị nói được tiếng Kinh không? Chị không đang biết nói. Không biết nói. Chị vâng. Đang băm rau lợn. Vâng. Vâng. Và nhà chị nuôi mấy con lợn? Một con thôi. Một con thôi hả? Vâng. Tay chị đang chị là vừa chị vừa bị đứt tay hả? Vâng. Dạ, thế chị phải băm khéo đi nhá. Băm khéo nhá. Thế là nhà chị được mấy bạn nhỏ? Một bạn thôi hả? Mà một bạn nhỏ là thế thì ông xã thương chồng mình thì mất lâu chưa? Lâu rồi. Lâu là được bao nhiêu năm rồi chị? 5 năm rồi. 5 năm rồi. Thế từ lúc mà bạn nhỏ đấy mới được 3 tuổi à? 6 tuổi. 6 tuổi. Nhưng bây giờ là em đang hỏi một chút là sao là bạn nhỏ mới bây giờ đang học hết lớp 5 thôi mà cho nghỉ học sớm vậy? Không có tiền đi học. Không có tiền đi học mà nghỉ. Tiền học đâu có hết nhiều đâu. Như vậy cho bạn An ở nhà như vậy thì bạn sẽ làm gì? Hả? Đi chơi thôi á. Nó xong cho đến trường bây giờ là phải động viên cho cháu đến trường chứ. Thì tiền học bây giờ em hỏi một năm mà bạn ấy đi học hết bao nhiêu tiền? Có biết không? Mà mình có được xếp vào diện gia đình hoàn cảnh khó khăn trong làng không? Có. Có thì tiền học phí coi như là không phải đóng rồi. Thế thì trước lớp 5 thì mình có phải đóng tiền học phí không? Có chứ. Còn nào khoảng bao nhiêu tiền một năm? Năm ngoái không bị tiền ăn thì 800. 800. Thế đấy, 800 một năm. Ví dụ thêm tiền ăn nữa thì cũng chỉ hết khoảng tầm 4-5 triệu một năm thôi. Xong cho con đi học. Có nghĩ đến việc mà bạn An sau này mà lớn lên mà không được đi học và bây giờ học hết lớp 5 mà chưa được con chữ còn chưa rõ mà như vậy thì sau này thì bạn ấy sẽ có khó khăn không? Không biết được á. Trời ạ. Bây giờ con ơi, con bây giờ mà có tiền đi học thì con có chịu đi học không? An? Không. Tại sao không đi học? Ở thích ở nhà chơi hơn. Ở nhà các bạn đi học hết thì con chơi với ai? Vì em tấm bạn chơi. Trong một khuôn mặt của con rất là khôi ngô, tuấn tú, nhanh nhẹn, sạch sẽ nha. Mà con nghỉ học hết tấm năm con nghỉ học như vậy thì sao được? Bây giờ con học, con nghỉ học bao nhiêu lâu rồi? Một năm rồi. Một năm rồi. Thế bây giờ là chú sẽ đi xin lại cho con đi học nhá. Xong rồi chú sẽ trả tiền cho con đi học. Thì con có chịu không? Chú mua cho con cái xe đạp để con đi học cùng bạn đồng bè. Con phải ít nhất học hết lớp 9 cho chú. Bây giờ cấp 2 phổ cập tối thiểu nhất là cấp 2 con phải học xong. Mà một cái nơi mà sát thành phố như này mà con đã bỏ học rồi. Nghe không? Nghe không? Không kêu đâu. Không đi học. Thế sau này con lớn thì con định làm gì? Thế con có người yêu chưa? Chưa. Thế bây giờ con không đi học lớn nên con định làm gì nào? Nói cho chú nghe. Làm việc. Làm việc gì? Con không đi học mà bạn bè cùng trang lứa đi học thì con có thấy buồn không? Không. Không buồn. Trời ạ. Thế công việc hàng ngày của con làm gì? Đi chơi thôi hả? Đi lấy củi. Lấy củi hàng ngày. Thì lấy củi có kiếm được tiền không? Không. Không kiếm được tiền. Ở dưới xuôi thì bao nhiêu cái thứ điều kiện tốt chăm sóc thì trên này con có biết là con còn hơn rất nhiều các bạn khác không? Mà con đã nghỉ học sớm như vậy không? Các con mà thấy bạn nghỉ học như vậy thì con thấy sao? Có thương bạn không? Có. Có thương bạn à? Đấy. Bây giờ các con được đi học xong bạn không được đi học. Đấy. Các con thì động viên bạn xem đi học được không? Vì chú sẽ gửi kinh phí cho các bạn đi học. Con ngồi động viên bạn xem đi học được không? À. Bây giờ Hải sẽ lên đường các bạn trẻ trong làng
cùng Trang nữa giúp xem là liệu An có chịu đi học hay không. Chú sẽ mua xe đạp mới cho con, để mà con sẽ có xe đạp cùng với bạn bè. Chú không mong con học lên xa, nhưng mà trước mắt con học đến lớp 9 đã. Được không? An nhá, đi học nhá. Xong rồi chú sẽ lên trường xin cô giáo cho con đi học tiếp. Được không? Chú không nghĩ mà bạn nhỏ mà một nơi mà gần thành phố như này và khôi ngô sáng sủa nhanh nhẹn như con lại mình học sớm như vậy đấy. Học còn chưa hết cấp 2 cơ. Bạn nhỏ học lớp mấy rồi? Con học lớp mấy? Lớp 2, còn con? Con học lớp 5. Lớp 5. Thế còn bạn áo đỏ này? Học lớp 4. Lớp 4, thế bạn An là lớn nhất à? An học hết lớp 5 đúng không? Thế An là nhiều tuổi nhất à? Vâng. Thế An nhá, bây giờ là đi học nha. Xong thì chú mua xe đạp cho con này, rồi đóng tiền học cho con, để mà con hòa nhập cùng với các bạn. Đến trường, đến lớp. Tiền ăn ở trường học tại chú à, nội chú à? Vâng. Thì chú đóng cho con. Con không phải lo nghĩ gì cả. Để bây giờ chú xuống nói chuyện với mẹ nhá. Được không? Đi, xuống nói chuyện với mẹ đi. Nào, đi. Chị ơi, em vừa nói chuyện với bạn nhỏ bạn An rồi á, thì bạn ấy đồng ý đi học tiếp, thì em về em sẽ hỏi thêm kinh phí của các cộng đồng mạng cũng như là bạn bè ấy, sẽ tới cho bé An ăn học. Một năm thì nó không hết nhiều đâu, cũng như là học nội trú thì chị cũng không phải lo cho con á, thì bây giờ chỉ cần chị đồng ý cho bé An đi học thôi. Thì em sẽ xem cách bằng cách nào đó sẽ lên gặp nhà trường để mà cho bé An tái lại đi học bình thường nhá. Được không? Thì năm mới em có một cái phần quà, trong này thì nó có một khoản tiền cũng khá là tương đối, để mà trước mắt thì có những bữa cơm, cải thiện những bữa cơm cho gia đình mình nhá. Thì em gửi chị. Chúc chị năm mới cùng với gia đình sức khỏe, và đặc biệt nhất đó là quan tâm với bé An và cùng với em kết hợp để cho bé tái nhập lại đi học nhé. Có đồng ý không? Có. Có nhá. Đây em gửi chị này. Gửi chị này. Rồi. Rồi không có gì đâu. Cái này thì nhớ, quan trọng nhất đó là phải cho bé An đi học. An nhá. Được không? Anh em chúng tôi vừa bàn với nhau là để mừng cái việc mà thuyết phục được bé An đi học, thì sẽ tổ chức một giải bóng đá mở rộng cấp thôn, cấp làng, được cấp quốc gia, được tổ chức tại làng Sa Phìn. Một cái sân vận động được tổ chức phải nói là trên mây, trên trời luôn á, và nằm giữa những cái thử dụng bậc thang siêu đẹp luôn. Nhà thầy tài trợ chính là Hải sẽ mong có một cái buổi vui chơi đầu xuân cho các con lành mạnh. Đi qua ba cánh đồng thì đã đến được một cái sân vận động, không biết là sân vận động này của làng hay là sân vận động là các bạn tự, nếu vậy là các bạn này tự dựng lên từ một cái ruộng bậc thang, và cảm giác đang đá trên một sân vận động trên mây, và không biết đội ngũ các bạn đã chuẩn bị đang như nào. Và bây giờ Hải sẽ qua xem là chia hai đội ra làm sao. Thôi có được bao nhiêu bạn rồi nhỉ? Năm bạn rồi á, thế mới được một đội thôi hả?
5 bạn 1, 2, 3, 4, 5. Thế thì làm sao bây giờ nhỉ? Thì bây giờ như này nhá, 5 bạn này thì anh thấy có 4 bạn này thì có vẻ là xem tuổi nhau cân đối. Và một bạn nhỏ, nhỏ nhất đây này, thì sẽ chia ra xem là bên nào mà cảm giác yếu hơn thì sẽ chuyển sang. Hoặc là hiệp 1 thì bạn nhỏ này sẽ sang bên này, hiệp 2 bạn nhỏ này sẽ sang bên này. Và 5 phút một hiệp nhá, được không? Vâng. Rồi bây giờ sẽ đây, tách nhảy luôn đi. Hai bạn này một đội. Quý vị khán giả thân mến đang xem trận bóng đá trực tiếp trên sân cỏ trên mây tại thôn Xà Phìn giữa hai đội xanh và đỏ. Và trận đấu sẽ được bắt đầu. Và đang đội ngũ đang không được cân xứng, bởi vì là bên này đã tổ chức một đội tấn công, cả hai người đều tấn công và không ai ở nhà cả. À, rồi cố lên, vào, ô vào rồi. Mặc dù chỉ có một người thôi, đã lần đầu tiên đã áp sát khung thành của bên đội bạn cực kỳ mạnh và bóng đã đi hết từ bên ngang và bây giờ là ném biên cho đội bạn. Trận đấu lại bắt đầu. Nói là không phải đông quân số mà sẽ giành thuận lợi hơn. Có vẻ một cậu áo đỏ bên này là mặc dù nhỏ thôi nhưng mà một trong cái sự phi thường khiến cho các bạn không thể lường trước được. Và bây giờ đội xanh đang tấn công mạnh lên, chuyền sang, không làm gì được rồi, phản công nhanh, sút sút. Chúc mừng con nhé. Yeah. Không thể ngờ được rằng là quân số đông không thể áp đảo được một mình bạn áo đỏ. Và ở đâu đó trong trận đấu, những vị khán giả đang xem, nếu là một trong những huấn luyện viên và một trong những bạn nhỏ mà tiềm năng có thể thuê hoặc là đầu tư bạn này về để có thể tham gia vào câu lạc bộ đội tuyển bóng đá. Ôi, lát anh tấn công nào, như một tia chớp vào. Rồi chúc mừng con nhá. Rồi, La Thành đã chiến thắng. 3 phút của trận đấu đã bắt đầu và tỷ số bây giờ đang là 1-1. Và tiếp tục đội áo đỏ Tôi Yêu Việt Nam đang tấn công và hai bạn không thể làm gì được. Vào một cú sút xa, phải nói là ngang với Lionel Messi. Nào, chúc mừng con lần nữa là 2-1 đã nghiêng về với đội đỏ, một đội tí hon. Rồi trận đấu lại bắt đầu. Rồi lấy rất dễ dàng, không được. Rồi lại mất bóng. Rồi đã chuyển về cho thủ môn và thủ môn đang chuẩn bị phát bóng lên cho đội bạn, một thủ môn tí hon. Và làm gì đây, lấy bóng rất dễ dàng. Rồi chuyển về cho đội bạn. Rồi vẫn chưa làm gì được, có vẻ đang sử dụng chiến thuật nó là câu giờ. 6 phút của trận đấu đã kết thúc và còn 4 phút nữa là trận đấu giải ngoại hạng tổ chức tại thôn Xà Phìn sẽ chấm dứt. Và đang không biết là đội xanh hay đội đỏ sẽ là đội giành chiến thắng. Và quý vị khán giả đang xem thì có thể ngay bây giờ có thể bầu chọn và bình chọn cho đội xanh hay đội đỏ với wow 2-1 3-2 nhỉ, 3-2 dành cho đội đỏ, một cái đội có một quân số ít hơn và gầy gò hơn, nhỏ nhắn hơn. Và đây là một trong những điều mà không thể tưởng được. Nhanh lên, phản công lên. Rồi một cú chuyền xa. Rồi chuyền cho bạn đi. Rồi lấy bóng rất dễ dàng và một cuộc phản công tiếp lại được xảy ra. Vào 4-2 cho
đội đỏ. Không biết nói gì hơn nữa. Còn quá tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời. Chuyền, đúng rồi. Rồi con lại lên tiếp, con lại lên tiếp. Rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Lại một cuộc phản công tiếp xảy ra. Năm hai. Năm hai. Không còn gì để mà nói nữa. Không còn gì để nói nữa. Và đến giờ phút này chắc chắn Hải đã biết được phần thắng sẽ nghiêng về đội nào. Cuộc đấu lại bắt đầu. Chỉ còn một phút nữa thôi là trận bóng đá giải mở rộng mini kết thúc. Và đội bạn đã đưa quân Tí Hon để lên thay đổi tình hình. Nhưng khả năng không khả quan. Vào 10 phút của trận đấu đã kết thúc. Và đội đỏ với tỷ số thắng đậm 6-2. Và bây giờ thì sau đây xin mời anh Giáp Văn Hải, đại diện trưởng ban tổ chức cũng như là nhà tài trợ, đến trao giải cho đội chiến thắng. Và hai đội đứng xếp hàng như thế nào? Bây giờ thì chú sẽ trao giải nhất cho đội áo đỏ. Và con cũng là một trong những thành viên mà xuất sắc. Và chú không thể nghĩ được rằng là con có thể mang về một cái bàn thắng đậm như vậy. 6-2 dành cho và đội quân lại tỷ số, cũng như là hai bạn nhỏ nhắn hơn hẳn so với hai bạn kia. Và qua đây thì cũng sẽ thấy một điều là bóng đá nó dựa vào việc kỹ năng và tố chất, cũng không chỉ là thể hình nữa đâu. Tiếp tục là trao cho đội xanh nào. Và đội xanh là đội, đây là một cái giải khuyến khích cho hai bạn cố gắng lên nữa. Và sắp tới thì chúng sẽ quay trở lại, hai bạn phải rèn luyện hơn nhiều nữa nhé. Rồi chúc hai bạn sức khỏe. Nào, còn bạn, nào. Có buồn không? Thua có buồn không? Không được buồn nhé.